Dạ em mến chào kênh LTK, em mến chào cô chú trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ em tên Lê, em ở cái sách Sóc Trăng nha cô chú. Dạ số điện thoại Zalo của em là 0971052039. Cũng là số Zalo của em ha. Hôm nay em về được 14 cây mai giảo Thủ Đức á, về chơi Tết nha. Cây tàn phơm đẹp mấy cô chú, cây rất là sung, chủ nhà nuôi rất là chuẩn ha. Đó. Rồi em không làm mất thời gian của cô chú, em vào mã số 1 ha. Em cũng quên cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip em nhiều quá cô chú. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ kênh và ủng hộ clip em ha. Đó. Rồi mã số 1 mai giảo Thủ Đức ha. Cái này về cây này thần chậu, về là mình chơi Tết luôn cô chú, giá cũng vài triệu cây ha cô chú. Cái lô này em bao ship cho cô chú 300 cây số cô chú, nếu xa nữa thì mình thương lượng ha. Chung là ngoài Bắc em vẫn ship luôn, nhưng mà cái giá cả thương lượng thêm ha, tiền ship nó hơi phí hơi nặng á cô chú. Đó mã số 1 ha. Đó rồi. Cây này nó thần chậu lặt lá là rau ông rất là nhiều ha. Đó giờ em đo cái hoành trước đây rồi em đo cái chiều cao ha. Hoành đây 26 ha cô chú, hoành 26. Rồi em sang dòng cô chú tham khảo ha. Đó rồi em đo chính xác cái chiều cao cho cô chú luôn ha. Cái cây này là 2,5 m ha cô chú. Đây cây này 2,5 m. Đó cái chiều cao nó khoảng 2,4 m, 2,3 m ha cô chú. Đó rồi em đo cái tán ngang luôn ha. Cái tán ngang cầm giùm anh đi, đây đó đi. Tán ngang nó cũng khoảng cỡ 2,2 m ha cô chú. Đó cây này phơm chuẩn ha cô chú. Tán ngang khoảng 2,2 m ha, cao 2,3 m đây ha, trời chắc ăn ha. Về cô chú mình đo lại cũng ok ha. Đó nút nụ nè cô chú, rất là tuyệt vời ha cô chú. Đó về là mình lượt lá lên là rất là đẹp ha cô chú. Bông đó. Đẹp luôn ha. Bông đẹp ha, bông giảo rất là đẹp. Đó nụ là tuyệt vời luôn ha cô chú. Đó vàng lá rất là sung ha cô chú. Rồi cây này thần rồi, không sao dân, về là mình vô có chậu, em có thể là xếp chậu vô chú ha. Đó. Xếp chậu vô chú là đặt lên là mình chơi Tết luôn ha. Đó, cỡ 15 miền Tây mình khoảng 15 14 15 là mình lặt lá là ok ha, ra ngay chân mùng 1 luôn ha chú. Giao thừa mùng 1 luôn ha. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 4.500.000 ha chú. 4.500.000. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 2 ha cô chú. Cây này rất là khủng cây ha. Đó. Cây này cây lớn ha cô chú. Đó. Cây này em lựa từng cây ha một ha cô chú. Cái form rất là chuẩn cây ha. Đó. Cây mã số 2. Đó, mấy cây mai này về mình về là tước lá là ra bông rất là nhiều cô chú. Bông rất là đạt ha. Đó, em quay một vòng cho cô chú tham khảo ha. Vàng xương đặc khừ ở chân cô chú. Đó. Đây. Cái gốc này nó nằm tuốt ở dưới, em đo phỏng cái này cho cô chú đi rồi em trừ hao ha. Đó. Gốc một cốt nó nằm dưới đây nè ha. Đây em đo như vậy nè. Là 30-18 ha. Cái hoành này khoảng 30 ha cô chú. Khoảng 30 hoành. Đó. Cây này rất là chuẩn cây luôn ha. Rồi. Đó, cây mã số 2 ha. Rồi em đo cái chiều cao ha. Rồi. Cái chiều cao. Chiều cao là khoảng 2,7 m ha cô chú. Đó. Cây này khoảng 2,7 m ha, cái này 2,5 m nè ha. Tán ngang. Tán ngang là khoảng 3 m ha cô chú. Đó. Ngang nó khoảng 3 m. 2,8 3 m ha. Cây này ở ngoài rất là lớn ha cô chú. Đó, nút nụ bao nút nụ luôn ha. Rất là tuyệt vời luôn ha. Nụ nó về là tước lá một cái là nụ đặc khừ hết trơn ha cô chú. Qua năm vô dây nữa sẽ đẹp luôn ha. Dạ, qua năm mình chăm sóc lại rút lại ha. Vô dây cái cũng đẹp nữa ha cô chú. Đó. Rồi mã số 2 này em giao lưu với giá là 5.800.000 ha cô chú. 5.800.000. Em cũng bao ship cho cô chú là 300 cây số ha. Đó. Cây này đi xe tải đi chừng 4 cây là nó bít ha cô chú. Xe tải 2 tấn rưỡi đi khoảng 4 cây à. Đó. Rồi em xuống cây luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 3 ha cô chú. Đó. Số 3 là cũng cây mai giảo ha. Đó. Đây, em sang dòng cô chú tham khảo ha. Cây là một cốt thẳng ha, chi cành nó rất là đẹp nha cô chú. Đó, cây này mấy cây này em cũng tiễn không hả cô chú. Đó. Mã số 3 ha. Đó, cái vàng xương nó gịch luôn nha cô chú.
Nụ thì khỏi chê hết cô chú. Mấy cây này nụ nó gắt là đạt ha. Đó. Vàng nút nụ anh quay ngoài nó cũng vẫn thấy đúng không ha. Nút nụ gắt là đạt ha. Đó. Xem vòng vòng ha. Đây, nút nụ gắt là đạt. Đó. Rồi, mã số 3 ha. Bây giờ em sẵn ở dưới đây em đo cái hoành cho cô chú tham khảo ha. Cây nó cây chôn chôn đế nó cái hoành nó con dưới mình đo trên đây đi ha cho dễ ha. Đó, 25 26 ha cô chú. Đó, 26 ha. Lo chắc rất là cao ha, còn dưới đo nếu mà đo hoành tính dưới thì nó hơi cao, mình đo ngang cái mức này ha. Mình không có khự cái ba cái này ra nó yếu cây ha cô chú. Cây thần chậu nên em không khai thác gì hết ha. Đó. Rồi, mã số 3 ha. Rồi. Cái chiều cao em đo thực tế cho cô chú tham khảo ha. Cái thước này là 2,5 m ha cô chú. Đó. Đó, chiều cao nó khoảng 2,4 m ha. Đó. Cái tán ngang. Tán ngang khoảng 2,3 m đây ha cô chú. Nó form này rất là lớn nha cô chú, chứ không có nhỏ nha cô chú. Đó. Cây chuẩn cây lắm nha cô chú. Đó, mã số 3 này em giao lưu với giá là 4.800.000 ha. Đó. Đó. Rồi. 4. Cây này là về là mình tưới nước mà thường ngày sáng tưới nước là mình tới Tết mình chơi cô chú. Nụ thì em bao cho cô chú, nụ rất là tuyệt vời ha. Đó. Mã số 3 này em giao lưu với giá là 4.800.000. Em bao cước cho cô chú là 300 cây số cô chú. Đó. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 4 nha cô chú. Đó, số 4. Cây này ở ngoài rất là lớn ha, cao. Rất là rộng cây ha. Bông đẹp bao bông ha. Bông này bao bông ha, bông đẹp ha. Bông bông thì em không có 5 7 9 12 ha. Đó. Bông nụ rất là đạt nha cô chú. Đó, cây vàng xương nè. Một cốt vàng xương rất là tuyệt vời ha cô chú. Đó. Cây này đáng sưu tầm ha cô chú. Mã số 4 nha cô chú. Rồi sẵn em đo cái hoành thân ở dưới đây cho cô chú tham khảo đây ha. Cho nó dễ ha, rồi em đo cái chiều cao sao. Đây. Hoành vị trí này 29 nha cô chú. Đây. 29 hoành. Đó. Rồi. Rồi em đo cái chiều cao cô chú. Đây, chiều cao cái thước này nó 2,5 m thôi. Này khoảng 2,7 m, 2,8 m thôi vô. Cái ngang nó khoảng 2,5 m thôi vô. Đó. Cao 2,7 m, 2,8 m, ngang 2,5 m ha. Đó. Cây rất là lớn cây ha cô chú. Nút nụ đều gan hết trơn ha cô chú. Đó. Ở ngoài mình nhìn cây nó rất là lớn. Tại khi trong video nó thấy nó hơi nhỏ ha cô chú. Nụ rất là đều ha, chiều cao. Mã số 4 này là chiều cao khoảng 2,7 m, ngang 2,4 m, 2,5 m ha cô chú. Đó, một phân hai phân không sao đâu cô chú. Đó. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 6.200.000. Em cũng bao ship cho cô chú là 300 cây số ha. Rồi, đó luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 5 nha cô chú. Đó, số 5 này cây cũng rất là đẹp ha cô chú. Đó. Nói chung là nếu cô chú nào chốt nguyên lô em đồng giá luôn ha. Đó. Cây này thì nói chung là cái form nó rất là chuẩn nha cô chú. Đó. Số điện thoại Zalo của em là 0971052039, cũng là số Zalo của em ha cô chú. Đó. Mấy cây này rất là chuẩn cây ha. Rồi sẵn tiện em đo cái hoành thân luôn ha. Đó. Cái này nó 4 người ginh nha cô chú. Rồi. Đây 28 hoành ha. Cái dây xương à, rất là chặt ha. Đó. Rồi em sang vòng của chú tham khảo nha. Rồi em đo cái chiều cao luôn. Cái chiều cao nó khoảng 2,5 m đeo cô chú. Cái tán ngang khoảng 2,3 m đến 2,5 m ha. Đó. Tính 2,3 m đi ha. Đó, cao 2,5 m. Tán ngang 2,3 m. Nói chung mấy form này nó chuẩn cây lắm cô chú. Nút nụ thì khỏi chê ha. Nó quay phim quay mấy cái dàn nụ cho cô chú tham khảo ha. Cái này nụ rất là tuyệt vời ha. Nuôi rất là đạt mấy cái này. Đó. Nụ là rất tuyệt vời luôn.
Rồi, mã số 5. Mã số 5 này em giao lưu với giá là 5 triệu 500 ngàn hay không chú? 5 triệu 500 ngàn. Mã số 5 ha. Em cũng bao ship cho cô chú 300 ngàn số thôi cô chú. Mấy cái này em đi xe tải thôi chú. Ship bưu điện thì nó hơi không tốt cây ha, không khỏe cây. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ha cô chú. Đó. Mã số 6. Nói form này 9-10 không cô chú. Nó cũng na ná nhau ha cô chú. Cây thì em lựa từng cây rất là chuẩn cây ha cô chú. Đó. Nụ thì em bao nụ luôn ha cô chú. Nút nụ rất là nhiều ha. Đó. Đây, cô chú xem cái nút nụ nha, anh quay phim quay giùm em mấy cái nút nụ nè. Quá trời nụ rồi anh em ơi. Này mình tước lá ra mình mới thấy nụ dữ nha cô chú. Đó. Rồi sẵn em đo cái hoành thăng cô chú tham khảo luôn ha. Cho nó dễ. Hoành đây. 26 hoành theo chú. Đó. Cái hoành 1-2 phân cũng đâu, không có sao thôi chú. Cây này là chuẩn cây rồi chú. Ngay chăng Tết luôn ha. Rồi, để anh đo chiều cao các em. Cái chiều cao nó 2m4 đi cô chú. Đó. Ngang nó cũng 2m3, 2m4 ha. Đó. Rồi, mã số 6 này em giao lưu với giá là 5 triệu ha. Em cũng bao ship cho cô chú 310 số cô chú. Đó, cô chú cứ thích thì liên hệ em 0971052039 cũng là số Zalo của em ha cô chú. Rồi, em xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 7 ha cô chú. Đó, số 7. Đó, mấy cây này về mình chơi Tết là bảo đảm thôi chú. Rất là bảo đảm. Đó. Cây rất là chuẩn cây ha cô chú. Rất là duyên. Mấy cây này về mình núp nụ là bao cô chú. Đó. Vàng nụ dữ dằn nha cô chú. Đó. Rồi em đo cái bành luôn. Vừa chơi luôn. Cái hoành vị trí này là 29 nha cô chú. Hoành 29. Đó. Cây này nụ là đẹp lắm. Bông nó cũng đẹp ha cô chú. Đó. Rồi, em đo cái chiều cao ha. Cái chiều cao là khoảng từ một bầu lên là đọt lần 2,5m đi ha cô chú. Đó. Ngang khoảng 2,3m đi cô chú. Đó. Cái cây này nó ná bằng nhau thôi chú. 9-10 chứ không có nhỏ, không có bự ha. Đó. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá là 5 triệu 200 ngàn theo chú. 5 triệu 200. Đó, nút nụ rất là dữ theo chú. 5 triệu 200 ngàn. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 8 theo chú. Đó. Mã số 8 này ha. Em sang dòng cho cô chú tham khảo cái nguyên vàng tàn đó cô chú. Cái này nút nụ dữ đó lắm cô chú. Đó. Cái này em ship chậu cho cô chú luôn ha, về chỉ việc chơi thôi cô chú. Mình tưới nước là chăm sóc nước là một buổi nước ha cô chú. Sáng chiều ha, sáng hoặc chiều. Rồi. Hoành nó 27 thôi chú. Hoành 27. Này mình tước lá ra mình mới thấy bông nhiều thôi chú. Hoành 27 ha. Rồi em đo chiều cao thực tế cho cô chú tham khảo luôn. Đó. Đây chiều cao nó 2,5m ha, cái thước 2,5m thôi chú. Tán ngang cho 2,3m đi ha cô chú. Đó. Đây. Này mã số 8 ha cô chú. Số 8 này em giao lưu với giá là 5 triệu 200 ngàn ha cô chú. 5 triệu 200 ngàn. Đó. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 9 ha cô chú. Đó, số 9 ha. Cây này form nó hơi lụng xíu ha. Form lụng nó chuẩn cây ha cô chú. Form này nó hơi lụng xíu. Quay hơi chậm chậm cho cô chú tham khảo cho nó dễ ha cô chú. Đó. Rồi sẵn tiện em đo cái hoành thăng trước cho cô chú tham khảo nha.
Hoành này 29 heo chú, 29 hoành. À, cái này nó đang nằm chậu 7 heo chú. Quên, em quên báo cái chậu nha. Mấy cây thường chậu yên tâm. Dạ, mấy cây thường chậu thì nó ok ha. Mấy cây này mình trồng cái chậu lớn, vô chậu lớn cũng được ha. Đó. Rồi, em đo cái chiều cao chính xác của chú luôn ha. Đó. Chiều cao như vậy là như 2m2 heo chú. Cây nên hơi thấp, hơi lùn xíu ha. Tán ngang 2m5. Rồi, đó cái vàng nút nụ bao phê hết cô chú. Rồi, mã số 9 này em giao lưu với giá là 4.200.000 hết cô chú. 4.200.000. Đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục là mã số 10 hết cô chú. Đó, cũng là mai dảo Thủ Đức ha. Đó, chung mấy cây này thần chậu cô chú về chơi cũng rất dễ cô chú. Mình cũng dễ chăm ha. Đó, mình tưới nước à, tước lá là tới ngày mình tước lá là ok ha cô chú. Đó. Mấy cái hàng này thì em ship xe tải cho em không dám đi dịch vụ cô chú. Sợ nó gãy cành gãy nhánh rồi cho nó an toàn đi dịch vụ an toàn ha. Đó, nụ là bao nụ ha cô chú. Rồi, cái hoành. Hoành này là 25 ha cô chú. 25 hoành. Đó. Rồi, cây này tàn rất là đẹp heo chú. Chiều cao, chiều cao như vậy nó tính 2m4 heo chú. Đó, cái tán ngang lớn nhất của nó khoảng 2m4 luôn heo chú. Rồi, mã số 10 này em giao lưu với giá là 4.700.000 heo chú. 4.700.000. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 11 heo cô chú. Đó. Mã số 11 ha. Đó. Rồi. Cây này cũng một cốt rai cành nó cũng rất là khéo cô chú. À, em đã sẵn tiện em đo cái hoành thăng trước cái em xây giùm tạng ha. Đây. Hoành thăng nó 27 đi thôi chú. Đây, 27. Em đo tuốt ở trên đây luôn ha chú. Không có khai thác đo đại trên đó luôn ha. Cái hoành nó dưới khoảng 30 ha. Ba ngoài chừng đó. Đó. Nút nụ thì bao nút nụ ha cô chú. Rồi, mã số 11 ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao em đo như vậy nhưng mà 2m4 đi cô chú. Đó. Tán ngang lớn nhất của đó cũng 2m4 luôn ha. Đó. Rồi, mã 11 này em giao lưu với giá là 4.500.000 ha cô chú. 4.500.000. Mấy cây này form nó chuẩn ha cô chú. Đó, chậu này chậu 7 ha. Rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 12 cô chú. Em có 14 cây ha. Nói chung là cây nó cũng giống nhau tương tự nhau ha. Cây lớn hay cây hơi nhỏ, cây nào cũng có tùy theo dáng đẹp của nó cô chú. Đó. Mã 12 ha. Cây là một cốt không ha, tay cành rất là khéo cô chú. Rồi, sẵn tiện em đo cái hoành thăng cho cô chú tham khảo luôn ha. Hoành nó cũng không quan trọng gì mấy. Đó. Hoành này là 25 cô chú. 25 hoành. Đó. Rồi, em đo chiều cao luôn. Cái form này rất là dày heo chú. Chiều cao là 2m4 đi heo chú. Đó. Tán ngang cũng 2m4 heo cô chú. Đây, xoay vòng của chú tham khảo lại ha. Đó. Mã 12 ha. Mã 12 này em giao lưu với giá là 4.800.000 heo chú. 4.800.000, em bao ship cho chú 300 số ha. Đó. 4.800.000. Rồi, em trợ đổi phép đôi cây luôn. Rồi, cây mã 13 ha chú. Cây này rất là đẹp phải cô chú. Cây vàng xương nè. Xương kính mít chưa nha. Nút nụ thì bao nút nụ ha cô chú. Nút nụ là xe tết. Bông nó rất là đẹp nha cô chú. 5, 7, 9, 12 ha cô chú. Đó. Bông này nó thần chậu nở, cái bông nó rất là sung, rất là lớn bông ha. Đó, mã 13 ha. Đó. Rồi, sẵn tiện em đo cái hoành thăng dưới đây luôn ha. Rồi,
Hoành Thăng là 27 nha cô chú. Đó. Rồi mã 13 này em giao lưu với giá là 5 triệu 500 ngàn nha cô chú. Em bao ship cho cô chú 300 cây số ha, xa mình thương lượng cô chú. Đó. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 14 nha cô chú. Đó. 14 với 13 này cây một cặp rất là đẹp nha cô chú. Đó. Cái form tàn nó rất là chuẩn. Đó. 4 5 triệu là mình có một cây mai mình về chân Tết hay cô chú. Cây mã 14 này cũng là cây cuối clip của em hay cô chú. Đó. Cũng là cây cuối clip của em. Rồi sẵn tiện em đo của Hoành Thăng cô chú tham khảo đây rồi mình quay dàn trên ha. Cây này 4 người ginh nha cô chú, tưới nước vô 4 người ginh á. 24 hoành. Đó. Cây này chuẩn cây lắm nghe cô chú. Hoành thì nó không nói lên lời ha. Rồi mã 14 này em giao lưu với giá là 4 triệu 800 ngàn ha cô chú. 4 triệu 800 ngàn là cây này cũng là cây cua lép em ha. Đó, rồi mến chào cô chú ha cô chú. Số điện thoại của em là 0971052039, cũng là số Zalo của em ha cô chú. Rồi